Chào mừng các bạn trở lại với kênh tin tức trong ngày 24/7. Hãy like và subscribe để theo dõi tin tức trong ngày. Sau đây là phần tin tức. Chìm nhà hàng trên vịnh Vĩnh Hy, hai người tử vong. Một nhà hàng bè tại vịnh Vĩnh Hy, Ninh Thuận bị chìm trong lúc thực khách đang dùng bữa trưa. Hàng trăm khách đã rớt xuống biển, dù được ứng cứu kịp thời nhưng đã có hai người chết. Theo bạn Anh Văn, du khách đang đi du lịch tại Vĩnh Hy lúc 10 giờ sáng tại một nhà bè trên vịnh đang phục vụ cho thực khách thì bỗng dưng bè bị nghiêng một bên và chìm dần. Lúc chìm có rất nhiều du khách đang ăn, trong đó có rất nhiều trẻ em, có hơn 150 người rớt xuống nước hoàn toàn, áo quần và đồ dùng cá nhân đều ướt, Anh Văn cho biết. Ngay sau khi sự cố xảy ra, các nhà hàng bè bên cạnh và tàu thuyền xung quanh nhanh chóng ứng cứu, cứu hộ kịp thời, nhiều du khách được nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Theo thông tin ban đầu, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hải đã xác minh có hai du khách đã tử vong. Nhà hàng bị sập là nhà hàng hải sản Vĩnh Tiến. Ông Trần Văn Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Vĩnh Hải cho biết, Công an, Bộ đội Biên phòng cùng các cơ quan chức năng đang làm việc với chủ nhà hàng bè để nắm cụ thể danh sách, rà soát xem còn nạn nhân nào bị mắc kẹt dưới đáy biển hay không. Theo ông Nam, có 3 nạn nhân bị thương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận. Hiện lực lượng chức năng đã xuống hiện trường để lặn tìm các nạn nhân và các tài sản bị rớt xuống biển. Theo ông Nam, nhà hàng nổi được làm bằng gỗ, lợp tôn được gắn với các thùng phi bằng nhựa giúp nổi trên mặt biển. Tại vị trí của nhà hàng, độ sâu nước biển từ 2 đến 2,5 mét. Muốn ra nhà hàng, du khách có thể đi theo đường dẫn làm bằng thùng phi nhựa và gỗ hoặc có thể đi thuyền ra. Tại khu vực vịnh Vĩnh Hy có rất nhiều nhà hàng nổi như thế này, chắc do hôm nay là thứ bảy nên thực khách đông hơn, ông Nam nói. Lúc 14:20, du khách sau khi cứu hộ đưa lên bờ được di chuyển về các khách sạn. Tại hiện trường, bộ đội biên phòng và lực lượng cứu hộ đang tiếp tục lặn xuống dưới đáy nhà hàng để kiểm tra còn nạn nhân nào mất tích nữa hay không. Lãnh đạo chính quyền cũng đã yêu cầu đại diện các công ty du lịch dẫn đoàn cung cấp danh sách để kiểm tra số lượng du khách có mặt trên tàu lúc xảy ra tai nạn. Ông Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận cùng hai phó chủ tịch là ông Lê Văn Bình, Trần Quốc Nam ngay sau khi nhận được tin đã trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo cứu nạn. Theo thông tin từ lãnh đạo địa phương, hai nạn nhân tử vong là Nguyễn Hữu Chí, 33 tuổi và Đinh Quốc Duẫn, 29 tuổi cùng ngụ thành phố Hồ Chí Minh. Cả hai nạn nhân là nam chứ không phải một nam một nữ như thông tin ban đầu. Trao đổi với phóng viên qua điện thoại, ông Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận cho biết, tỉnh Ninh Thuận rất tiếc khi xảy ra tai nạn thương tâm này và gửi lời chia buồn đến hai gia đình du khách tử nạn. Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã hỗ trợ một khoản phí kịp thời cho gia đình hai nạn nhân tử vong và ba du khách đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận. Giám đốc một công ty du lịch ở thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ rằng nếu có sự cố chìm nhà bè ở Vĩnh Tiến là hồi chuông báo động cho thực khách mất an toàn ở các nhà hàng bè trên biển hiện nay ở các khu du lịch đảo ở nước ta. Hầu hết các nhà hàng bè đều do người dân tự làm, không đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật và mức an toàn khả năng chứa khách. Các nhà hàng nổi cũng ít quan tâm việc trang bị áo phao và công tác cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra sự cố. Ông này nói hiện nay ở các đảo Bình Hưng, Bình Ba, các khu du lịch Long Sơn, Bình Lập, Vĩnh Hy vẫn có rất nhiều nhà hàng bè nổi chưa an toàn. Thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần làm mạnh tay để kiểm tra định kỳ về chất lượng đảm bảo an toàn cho các nhà hàng nổi vì khi có sự cố thì hậu quả sẽ rất lớn, vị giám đốc này nhấn mạnh. Vịnh Vĩnh Hy thuộc xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận nằm về phía đông bắc tỉnh Ninh Thuận, cách thành phố Phan Rang 40 km. Vịnh có 3 mặt núi bao quanh, phía tây là đỉnh núi Chúa cao hơn 1.000 m, có suối Lồ Ô chảy quanh năm. Vịnh có nhiều loại hải sản nên thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan quanh năm. Trong vịnh sóng yên biển lặng, tàu thuyền trú ẩn an toàn khi có bão. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.